câu giờ dối, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời, thôi ta chưa tới đường ai nấy bay. Còn đâu nếu tôi nghĩ em là lắm, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời, thôi ta chưa tới đường ai nấy bay. Giờ đây sẽ chỉ còn lại ai. Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn. Welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thời sự về VinFast quý vị, là một chủ đề nóng bỏng không ngừng nghỉ mà thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước nói chung. Thì hôm nay mở đầu câu chuyện là cổ phiếu VinFast quý vị, hôm nay đã xuống dốc không phanh, hay là xuống dốc mà không thắng được đó. Tại vì phanh có nghĩa là thắng, mà thắng có nghĩa là phanh. Ok, đúng không? Kể như là xuống dốc mà thắng không được. Hiện giờ giá cổ phiếu VinFast đã xuống dưới mức 6 đồng đô la một share. Tức là nói cách khác là vốn hóa của em VinFast hiện bây giờ đó nghe, đâu nó chỉ còn không có bao nhiêu hết quý vị. Nhớ ngày nào mỗi lần nói tới cổ phiếu VinFast là làm cho chúng ta cười quý vị. Mỗi lần là nói tới cổ phiếu VinFast làm cho chúng ta cười quý vị. Không? Nhớ ngày nào quý vị nhớ không? Cách đây cuối tháng 8 năm 2023, tức là coi như 5 tháng gì trước, trời, lúc đó lúc mà VinFast nó mới lên sàn chứng khoán Mỹ thông qua cái gọi là cái sát nhập SPAC với công ty Ách Chuồng có trụ sở bên Hồng Kông đó quý vị. Trời ơi, nó nghe lúc đó nó nghe là coi như là bao nhiêu truyền thông mà coi như là thân hữu của VinFast nó ca tụng ngày đêm quý vị, ca liên tục mấy tuần lễ luôn. Nào là vốn quá VinFast sắp qua mặt tôi vô ta rồi, nào là con đường tới vinh quang của VinFast, rồi nào là VinFast làm chao đảo thị trường chứng khoán Mỹ, rồi nào là VinFast vốn hóa hơn 100 mấy chục tỷ đô, rồi nào là vốn hóa VinFast là coi như sắp qua mặt Toyota, rồi nào là cổ phiếu VinFast tăng mạnh không ngừng, rồi nào là VinFast nó nghe làm chấn động thị trường chứng khoán, rồi nào là coi như là con đường coi như là quá gồng của VinFast, rồi nào là VinFast cắm cờ trên nước Mỹ. Hay da quý vị, bao nhiêu là cái câu từ lời khen nó nghe, khen rất trời, khen bá đạo, khen mà coi như là cơn mưa, lời khen mưa giống như bây giờ nè quý vị. Hiện giờ em đang chạy xe giữa trời mưa quý vị, trời mưa giống như bây giờ hơn nè, ôi nó khen quá trời khen luôn. Nhưng mà hôm nay vào ngày 24 tháng Giêng năm 2024, tức là 5 tháng sau kể từ cái ngày mà coi như là VinFast làm chao đảo thị trường chứng khoán Mỹ đó quý vị, đúng không? Thì hiện giờ giá cổ phiếu VinFast đã xuống dưới mức 6 đồng vào cái phiên đóng cửa ngày hôm nay. Trời ơi, đừng nghe quý vị, cổ phiếu VinFast lượng giao dịch đã thấp rồi mà còn xuống giá dưới 6 đô một share, nghe không? Trước tiền là nó nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên là cổ phiếu của VinFast các là ế luôn á, ế dữ lắm luôn á, ế mà còn hơn cả một cô gái mà bị ế nữa đó, ế dữ lắm luôn. Tại sao mà chúng ta biết nó ế? Đơn giản lắm, cái lượng giao dịch đã thấp rồi, giá cổ phiếu thấp nữa mà lượng giao dịch thấp nữa thì nó nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên là cổ phiếu VinFast mặc dù nó rất là rẻ nhưng mà không ai thèm hết á. Ủa vậy không phải ế chứ là gì, thấy không? Tại vì sao? Nếu cổ phiếu rẻ mà coi như cái lượng giao dịch cao, lượng giao dịch là mấy chục triệu đi hay cả trăm triệu đi, thì mai ra trong trường hợp đó là ok, có thể dùng lý do là ok lượng giá nó rẻ cho nên người ta mua nhiều ha, thành ra cũng gọi là coi như vừa hàng bán được đi. Còn cái này đã rẻ rồi mà lượng giao dịch thấp nữa, tức là không ai thèm hết á. Giống như là xe VinFast vậy đó, bán cũng mấy nhẹ à. Nó nói lên cái điều gì nữa đó quý vị? Nó nói lên một điều nữa là những cơn mưa lời khen đó quý vị. Trời ơi, nó nghe nhận cơn mưa lời khen, hay những lời có cánh giống như là con đường tới vinh quang của VinFast, hay VinFast lớn nhanh như thánh giống, hay là coi như là VinFast làm chao đảo thị trường chứng khoán Mỹ, hay là vốn hóa VinFast coi như là đạt mấy trăm tỷ đô, hay là vốn hóa VinFast sắp vượt mặt Toyota, hay là VinFast trở thành vốn hóa VinFast đã lên vào hãng sản xuất ô tô thứ ba thế giới rồi, vân vân. Những cái lời có cánh đó nó cũng giống như là lâu đài cát của ngoài biển vậy đó quý vị. Quý vị biết lâu đài cát ngoài biển rồi đó, sóng đánh vô cái là tan à. Những cái lời có cánh đó mình đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, không hề giúp em VinFast doesn't help VinFast, ok. Quý vị, nó giống như là bao nhiêu cái lời khen, bao nhiêu người mở miệng ra là khen VinFast. Nào VinFast đẹp, VinFast đẳng cấp, VinFast sang trọng, VinFast chạy ngon hơn Tesla, nội thất VinFast rộng rãi, không? Hay là gì nè, giá thành tốt, rồi coi như là bảo hành ngon, rồi VinFast đẳng cấp đồ này kia. Tưởng gì quý vị, xe VinFast é nhẹ. Tại sao chúng ta biết nó é nhẹ? Tại vì nhìn vào doanh số nó là biết nó é nhẹ rồi, bán có được đâu mà không é nhẹ, bán được mấy chiếc. Hết chỉ cái nhà máy ngoài Hải Phòng đó quý vị, công suất là tới 250.000 xe một năm. Công suất á, tức là nó có thể sản xuất 250.000 xe một năm. Mà tưởng gì, cái doanh số em VinFast, cái lượng mà xe VinFast giao được đó, bán xe hàng năm đó quý vị, toàn là trồi sụp ở mức là trên dưới 30.000 xe, 35.000 xe. Cái đó là chưa kể là gì quý vị, chưa kể là giao cho taxi xanh, bán cho taxi xanh, ok. Cái đó là chưa kể theo yếu tố nữa đó. Còn coi như là ở trên đất Mỹ này nè quý vị, VinFast đưa qua Mỹ chỉ có 2 lô hàng thôi, phải không? 2 lô hàng mà được báo chí truyền thông nó đưa tin. Trời, tổng cộng chở qua bên Mỹ được 2-3 ngàn chiếc xe, qua Mỹ với Canada chứ. Rồi tưởng gì, 2-3 ngàn chiếc xe đó bây giờ là 1 năm sau rồi, 365 ngày sau rồi, vẫn còn ế, vẫn còn hàng tồn kho. Và dĩ nhiên cái bằng chứng mới nhất nữa là gì quý vị, VinFast phải đại hạ giá. Hiện giờ giá thuê bao giá thuê xe VinFast chỉ là 249 đô một tháng thôi. Tức là quy ra tiền Việt Nam đó nha, là một người ở trên đất Mỹ này có thể mướn chiếc xe VinFast V8 chạy, phải không? Để cho coi như là Việt kiều cai cú hay là Mỹ nó há mồm Nhật Hàn kinh ngạc. Chỉ với giá 250 đô một tháng thôi, chỉ bằng một ngày làm của các cô chú anh chị dũa nails, chỉ bằng một ngày làm của các anh chị mà coi như là làm hãng hay một số thành phần nó gọi là ở Mỹ làm cô ly đó, chỉ cả bằng một ngày làm của các anh chị đó thôi, đúng không? Chỉ một ngày làm thôi là đủ là coi như Vin em VinFast gì nhà rồi đó, đúng không? Cái như là vấn đề nữa là gì quý vị, thì nãy giờ mình nói, tức là chỉ một ngày làm ở cô quý vị trên đất Mỹ, đất Canada thì là đủ để mà mướn em VinFast chạy nguyên 1 tháng rồi đó. Vấn đề là gì, VinFast chỉ đem qua Mỹ có 2-3 ngàn xe từ cuối năm 2022 tới bây giờ. Mà chơi thị trường Mỹ mỗi 1 năm nó tiêu thụ mấy chục triệu chiếc xe. Năm 2023 quý vị, là người Mỹ, bao gồm các cô chú anh chị Việt kiều ở trên đất Mỹ, bao gồm các cô chú anh chị Mỹ mà nói tiếng Việt, đã mua tổng cộng 15 triệu chiếc xe mới và 41 triệu chiếc xe cũ. Tổng cộng là 56 triệu chiếc xe đã được bán ra trên nước Mỹ này trong năm 2023. Chỉ 1 năm thôi đó, là người dân ở Mỹ mua 56 triệu chiếc xe. 56 triệu chiếc xe, nhiều hơn phân nửa dân số của nước Việt Nam luôn, nhiều hơn dân số của nhiều nước trên thế giới luôn. Nhưng mà ấy vậy em VinFast đưa qua bên Mỹ chỉ với cỡ 2-3 ngàn xe thôi, nguyên 1 năm trời, 365 ngày, không bán hết được, không cho thuê hết được. Thì nó nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên là người Mỹ là coi như là không có, coi như là không ai mà trông ngóng gì em VinFast hết á, cũng không ai có dự định mà gọi là Vin em VinFast gì nhà dưới đây hết á, nghe không? Và thậm chí là bây giờ quý vị, cái giá thuê xe VinFast mà coi như chỉ bằng 1 ngày làm của các cô chú anh chị vũ neo thôi, phải không? Mà coi như là nó vẫn không, coi như là không có cho thuê được hết, nó vẫn còn bị ế. Thì nó nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên điều nó là coi như là sức hấp dẫn của em VinFast không có, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là gì, nó không có gì để cạnh tranh hết á. Và cái quan trọng hơn nữa là gì quý vị, hình như là người dân trên đất Mỹ này, người ta nghe tới cái tên 2 chữ VinFast là người ta dị ứng quý vị, người ta bị dị ứng. Không phải chi là gì nè, phải chi là Tesla đi, phải Tesla mà coi như là nó cho mướn mà 250 đô một tháng đó nha. Chắc là khi đó quý vị, chắc là khi đó nó nghe nó phải xây thêm 10 cái nhà máy nữa mới sản xuất mới đủ để mà cho người dân người ta mướn á, phải không? Hay là Toyota đi, mà nó cho mướn cả 250 đô một tháng mà Toyota Camry hay RAV4 rồi đó. Rồi lúc đó nghe chắc nó phải xây dựng thêm 10 cái nhà máy nữa quá. Còn cái đằng này quý vị, chúng ta chỉ đang nói tới chuyện là hiện giờ trên nước Mỹ với Canada nói chung đó, hai nước Mỹ thôi, chúng ta tập trung nước Mỹ đi, chỉ có 3.000 xe VinFast không được nữa, 2-3.000 chiếc à, nguyên một năm trời mà coi như là không bán hết, không cho thuê hết được, nghe không? Cái dĩ nhiên là gì quý vị, cái dĩ nhiên là có một số thành phần đó nó coi như là gì đó, nó coi như là nó biện hộ quý vị, nó biện hộ cho VinFast vậy nè, nó nói đó nghe, trời ơi, nó nghe là gì nè, Tesla giảm giá hoài đó, không lẽ là coi như Tesla bị ế hả? Tesla giảm giá 4-5 lần đó, không lẽ Tesla bị ế hả? Không lẽ Tesla bị ế hay sao? Đúng không? Tesla người ta giảm giá nhưng mà người ta bán được hàng triệu xe. Một năm Tesla nó bán 2-3 triệu chiếc xe. Tesla nó không cần phải thành lập hãng taxi gì mà xanh sạch đẹp ở đây hết, mà nó vẫn bán được 2-3 triệu chiếc xe. Đúng không? Tesla nó không có cần phải gọi là gì này, nhận cơn mưa lời khen hay là trao đảo thị trường hay là làm chón ngợp cái này kia, nó vẫn bán được 2-3 triệu chiếc xe. Đúng không? Còn em VinFast đưa qua bên Mỹ này làm gùm beng lên hết, nổ gian trời gian đất, xuất khẩu xe đi Mỹ, đánh trống thổi kèn đồ dữ lắm, mở đại nhạc hội dữ lắm, thấy không? Làm chao đảo nước Mỹ, chao làm Nhật Hàn há mồm thế giới kinh ngạc, nhận cơn mưa lời khen. Tưởng gì đưa qua bên Mỹ này 2-3.000 chiếc xe xong rồi sau đó là ế tới bây giờ luôn. Ok, thấy không? Thì mà ế quý vị tưởng tượng xem, một hãng xe hiện giờ trong tay nữa ở trên đất Mỹ này chỉ có 2-3.000 chiếc xe để cho bán hoặc là cho thuê, đó là VinFast, mà nó phải ế tới mức mà nó phải giảm giá mạnh luôn á, thì nó nói lên điều gì? Trước tiên là dĩ nhiên nó ế rồi đó, nó nói lên cái điều quan trọng nữa là nếu mà nó có đưa qua bên Mỹ nhiều xe hơn nữa thì nó lại càng ế nữa, tại vì đơn giản nó tiêu thụ không được, không có người mua nó, không có người mướn nó. Đó là cái sự khác biệt, cái đẳng cấp mà VinFast không bao giờ so bì được với Tesla hay bất cứ cái hãng nào hết. Những cái hãng trên thế giới hiện giờ từ Toyota, Hyundai, Kia, Ford, GM, Tesla, Nissan rồi đó, mà Mercedes, BMW rồi đó, một ngày những hãng đó người ta bán 4-5.000 chiếc xe một ngày. Toyota nó bán một ngày 7.000 mấy trăm chiếc xe, Tesla nó bán một ngày 5.000 mấy trăm chiếc xe, Hyundai của Hàn Quốc bán một ngày 5.000 mấy trăm chiếc xe, một ngày thôi đó, 24 giờ thôi đó. Còn em VinFast đưa qua bên Mỹ này chỉ cỡ 3.000 xe, 2-3.000 xe mà 365 ngày, mình xin lặp lại, 365 ngày không bán được, không cho thuê được hết mà phải giảm giá rất là mạnh luôn, thì nó nói lên điều gì nữa là quá rõ ràng, là coi như là bị ế, mà ế trọng trơn luôn á, ế mà còn hơn cả chữ ế luôn á. Thành ra cái đó là cái vấn đề mà không thể nào mà bàn cãi được, tại vì bàn cãi nghe nó không có coi như là nghe nó vô lý, nghe nó buồn cười lắm, không có bàn cãi được, bàn cãi không có thuyết phục ở đây, đó. Cái đó là cái điều thứ nhất quý vị. Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Nó nói lên một điều nữa là gì quý vị? Em VinFast rất cần được giải cứu, nó rất cần được giải cứu. Quý vị cũng biết rồi đó, mà giải cứu em VinFast là thuộc về trọng trách của những người nào mà coi như là muốn VinFast thành công, tự hào về VinFast, khen tặng VinFast. Tại vì sao? Tại quý vị nghĩ xem, nếu mà VinFast nó không bán được cho những người mà muốn nó thành công, nó không bán được những người mà khen xe VinFast nức nở, chẳng hạn như là khen xe VinFast có thể gọi là khen xe VinFast chạy ngon hơn Tesla, chạy đã hơn Mercedes, hay là có thể chạy giữa trời tiết Canada giá lạnh, phải không? Hay là VinFast đẳng cấp đồ này kia. Nếu mà những người mà khen xe VinFast mà VinFast nó bán còn không được cho những người đó nữa quý vị, thì quý vị nghĩ xem VinFast nó bán chai bây giờ, nó không có bán được chai đó, tại vì người ta chê nó là chắc chắn người ta sẽ không mua nó, người ta ghét nó là chắc chắn người ta sẽ không mua nó, người ta cay cú với nó là chắc chắn là người ta sẽ không mua nó, phải không? Tại vì đơn giản là ở Mỹ có thiếu gì xe để mua okay. Có thiếu gì xe để mà mua, đúng không? Quý vị chạy xe trên đường trên nước Mỹ này nè, trên Canada, trên mấy nước giàu trên thế giới, quý vị có bao gặp được mấy chiếc xe VinFast không? Toàn là xe gì nè, xe Nhật, xe Hàn, xe châu Âu, xe Mỹ, xe của những nước giàu có trên thế giới. Đời nào quý vị gặp được mấy chiếc VinFast, hiếm lắm. Nếu mà ở ngay bang California, mà ở ngay trong quận Cam, ở ngay trong khu lý đô Sài Gòn á, thì may ra gặp được một chiếc may ra thôi, cũng chưa chắc nữa, đúng không? Đó, đúng không? Tại ra quý vị nghĩ xem, nếu mà VinFast nó không bán được xe cho những người mà coi như ủng hộ nó, những người tin tưởng nó, những người yêu mến nó, thì coi như là nó không có cửa bán xe cho những người không thích nó hay ghét nó hay cay cú gì nữa, đúng không? Và VinFast nó cũng cần sự giải cứu của những người mà coi như là có nước, quý vị. Có nước, tại vì sao? Tại vì có nước là gì quý vị? Tức có nghĩa là có nước, tức có nghĩa là không bị khát nước. Mà không bị khát nước á, thì không lẽ không có tiền để mà mua VinFast hay sao? Đúng không? Quý vị nghĩ xem, quý vị nghĩ xem, cái câu mà quý vị mà hay nghe nhất là gì? Mấy Việt kiều khát nước tiền đâu mua VinFast, hay là mấy thằng Mỹ màu tiền đâu mua VinFast. Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị bị khát nước, mặc dù quý vị ở Mỹ, mặc dù quý vị làm một tháng 50.000 đô, tức là quy đổi ra tiền Việt Nam đó nha, là cỡ 100 cho tới 200-300 triệu một tháng á, một tháng thôi đó, đúng không? Mặc dù quý vị chạy Tesla, Audi, Porsche gì đó, siêu xe gì đó, nhưng mà quý vị lại coi như là lại bị chụp mũ là quý vị không có tiền mua xe VinFast. Thì quý vị nghĩ xem, dĩ nhiên là quý vị sẽ không có tiền mua xe VinFast, ok? Mà chưa kể cộng theo mấy yếu tố nữa là quý vị bị khát nước nữa. Tại vì sao? Ở Mỹ là phải bị khát nước, không? Không khát nước sao được ở Mỹ, không? Hay là Canada, không? Ở nước Mỹ, Canada là phải bị khát nước. Mặc dù trời mưa ầm ầm như vậy nè, nhưng mà quý vị bị khát nước. Thì quý vị nghĩ xem, quý vị vừa bị khát nước mà lại không có tiền nữa, thì làm sao mà mua VinFast được? Ok, cứ lựa Tesla mà mua, không? Cứ lựa Lexus, BMW, Audi, Porsche gì đó mà mua, không? Hay Bentley gì đó, mua hiệu nào mua. VinFast không có dành cho những người khát nước, ok? VinFast chỉ dành cho những người có nước mà thôi, không? Tại vì có nước là gì quý vị? Nếu mà quý vị chưa biết á, thì nè, coi như là có nước thì người ta mới tự hào về VinFast, còn khát nước thì không tự hào về VinFast. Đó là cái bài thơ của một số thành phần nó làm vậy đó quý vị. À, gì nè, có tiền nhận xe, không tiền nhận xét, có tiền tự hào, không tiền tự nhục, có tiền yêu nước, không tiền khát nước. À, thành ra quý vị nghĩ xem, quý vị khát nước thì tức là VinFast không có dành cho quý vị, ok? VinFast chỉ dành cho những thành phần có nước mà thôi. Có nước, thành ra là gì quý vị? VinFast nó cần sự giải cứu của những thành phần nào có nước. Có nước hay là mơ đi mua VinFast đi, ok? Không, tại vì VinFast nó không có bán được cho những người khát nước đâu. Cho dù nó có giảm giá cỡ nào đi nữa thì chắc chắn là gì, người ta sẽ để dành tiền đó, để người ta mua nước người ta uống cho đỡ khát, để người ta mua nước người ta uống cho không bị cay cú, nghe không? Mỗi lần em đọc cái bài thơ nãy mắc cười lắm quý vị. Có tiền nhận xe, không tiền nhận xét, có tiền nhận xe quý vị. Xin mời hãy đi nhận xe VinFast. Xin mời hãy đi nhận xe VinFast giùm. VinFast nó đang cần người ta đi nhận xe nó giùm đó. Xin mời. Có tiền tự hào, không tiền tự nhục. Thì hình như ở đâu đó quý vị, có rất là nhiều người họ thôi suốt ngày họ cứ tự hào ngạo nghễ quý vị. Mặc dù á, đáp anh cũng thua người ta, đúng không? Phim ảnh cũng thua người ta, du lịch cũng thua người ta, ok, đúng không? Kinh tế, khoa học, kỹ thuật, cái gì cũng thua hết á. Nhưng mà lúc nào là cũng phải là ngạo nghễ mới chịu quý vị. Không ngạo nghễ không được, đúng không? Mặc dù là coi như là thua, nhưng mà phải thua trong thế thắng. Thua nhưng mà coi như là thua trong đẳng cấp quý vị. Mắc cười hết sức luôn á. Thành ra là coi như thì VinFast nó cần giải cứu, đúng không? Bởi vậy em coi như là em muốn chia sẻ để cho coi như các cô chú anh chị gần xa nào mà có nhu cầu giải cứu VinFast á, xin mời, ok, đúng không? Xin mời ai muốn giải cứu em VinFast, ai muốn coi như là VinFast nó vượt mặt Tesla bỏ xa Trung Quốc đó, xin mời hãy đi mua nó mà chạy, hãy đi mướn nó mà chạy gì đó, cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên, không có gì mà gọi là ngại ngùng hết á, đó là niềm tự hào mà, đúng không? VinFast nó là được mệnh danh là xe quốc dân ở đâu đó mà, đúng không? Đó là niềm tự hào của một số người mà, đúng không? Đó, coi như là cứ coi như là ai thích nó cứ mua đi, cứ mua nó cho nhiều vô. Hai mướn nó chạy cũng được, nó giờ mướn nó rẻ đó, cứ thoải mái vô cái cứ vô tư đi. Không, còn giờ coi như là chứ đừng trông chờ vô người Mỹ hết đó. Mỹ nó mua VinFast, nó mua rồi, nó mướn rồi, mà mấy Mỹ làm gì mà có tiền mà nó mua VinFast? Quý vị không nghe thấy hả? Ở bên Mỹ đó nghe làm cài như trâu như ngựa, thiếu nợ cùng mình hết. Không, mấy Mỹ đó, nghe người dân Mỹ hay là gì mấy dì kiều ở Mỹ đó nghe không có tiền đi xe mới, chỉ có thể đi xe cũ thôi. Thành ra đừng có trông chờ dùm mà Mỹ hay dì kiều gì mà mua dùm xe VinFast đó, đừng có trông mong cái điều đó, nó không xảy ra đâu. Cũng có thể có xảy ra đó, nhưng mà mấy cái thành phần đó là coi như cái số lượng đó nó ít quá đi. Số người mà trên đất Mỹ này mua VinFast hay bên Canada mua VinFast, nó không có giúp cho VinFast mà coi như là phát triển được. Tại vì nó không có đủ để cho VinFast trả tiền điện nữa. Tiền điện để trả tiền điện còn không đủ nữa thì làm sao mà phát triển, phải không? Phải không? Chưa kể nữa quý vị nghĩ xem, ở bên Mỹ đó nghe là còn phải đóng thuế nữa, không? Đóng thuế mà ngập mặt, không? Rồi coi như thiếu nợ cùng mình, không? Rồi coi như là gì nè, rồi coi như là phải mua nhà mua xe trả góp không à. Vậy quý vị nghĩ xem, ai tiền bạc đâu mà mua VinFast? Đừng có trông mong gì mà người Mỹ, người Canada hay là Mỹ xanh đỏ vàng tím gì ta mua VinFast đó, không có chuyện đó đâu. Bởi vì em VinFast quý vị, nó mới giảm giá. Nó giảm giá là để nó mong cho coi như là giới thu nhập mà coi như là thuộc hàng top ở trên thế giới đó quý vị, hàng coi như mãi đỉnh của thế giới đó, là coi như là mặc dù dân Mỹ rất là giàu nhưng mà VinFast nó cảm thấy là bây giờ đó, phải tìm cách để mà lấy lòng người dân Mỹ. Mặc dù dân Mỹ nó chửi VinFast quá trời luôn, nhưng mà phải tìm cách lấy lòng dân Mỹ, chứ không thể nào mà coi như là chơi cái kiểu mà coi như kỳ lăng ngáo mà coi như là xe vô danh mà bán giá trên trời giống như đó tới giờ được. Như vậy thì coi như là nó ế dữ lắm luôn á, nó ế mà coi như là không có biết đường mà đỡ luôn á. Okay. Ế gì mà ế dữ vậy, thấy không? Bởi vậy bây giờ tính ra là coi như là em VinFast cũng đã có một chút tiến bộ rồi quý vị, cũng đã có một chút tiến bộ rồi đó, thấy không? Cũng biết thân biết phận mà giảm giá cho người trên đất Mỹ rồi đó, thấy không? Thấy không? Mặc dù người trên đất Mỹ này hình như không ai tự hào về VinFast hết đó, ta tự nhục không à. Tại VinFast đâu có liên quan gì tới người ta đâu, kêu người ta tự hào, thấy không? Mà tự hào gì nó để được gì, nó đâu có tiền có bạc gì đâu phải tự hào, thấy không quý vị? Thôi video đi dài, xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.